Chào cả nhà, chào các bạn. Đồng lúc làm PT, chúc một ngày nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Mười mấy ngày nay, trên cộng đồng mạng rất xôn xao vì vụ việc bé Ngọc 8 tuổi đuối nước đã chết, mất tích, không tìm thấy xác. Nhưng có một ông chú khẳng định rằng cái xác của bé Ngọc vẫn còn tại chỗ điểm đó, không phi tang luôn, vẫn còn trong đó luôn. Chú này, chú thấy thế nào không biết mà chú khẳng định như vậy. Thì mời các bạn nghe cái đoạn này. Ok, bây giờ theo chú vậy nè, để nó gieo mình xuống chỗ đó thì sẽ biết là nó không có còn ở đó. Chú nào thì tôi biết chỗ đó đâu. Chú ở đây thiệt, nhưng nào thì tôi biết chỗ đó mà. Theo chú là cái chân này còn không bị thiêu hủy. Không phải thiêu hủy luôn. Không bị thiêu hủy. Chú nói chú khẳng định còn tại chỗ đó. Nhưng mười mấy ngày qua có hơn chục người thầy xem như thế nào, nhưng mà chú đồng cảm được, có hai người thầy thì đồng cảm được, chú nhận định được cái tâm linh này là nó có nha các bạn, chứ không phải không có đâu ha. Thì mời các bạn nghe lại cái đoạn này của chú nói. Chú nhìn thấy nè, thì cái chỗ nó té đó là nó lên đứng ngay chặt chính giữa luôn, mà các bạn chờ lên nó lên nữa. Cái bà đó nó dắt nó lên luôn. Dạ. Bà nó dắt lên đến cái chính giữa ngay nhà chỗ nó té. Bà ngồi phía bên đây chạy tôi. Bên đây có phòng một kế đường nữa. Thì rồi hỏi ra rồi biết ông nào đâu. Thì chị rồi hỏi ra rồi ta mới nói là ông có lòng tà đó. Bà đây, vì này các bạn nó bảo nó lên mà nguyên một đồ chặt. Là cái bà nó dắt bé lên là cái dân dân của bà là tên gì? Là như là bà Thủy. Tôi không biết là bà là gì, vì chị hỏi ra đây. Bây giờ đi xem bây giờ thì biết đó là bà Thủy. À, bà Thủy ha, bà Thủy dẫn bé lên. Dẫn bé lên. Cùng với ông Tà lên luôn. Ông Tà luôn. Tôi đi lên trên dưới của mình. Cái gì đó thì bé tôi cũng cầu trên rồi. Thì ở trên thì cho tôi được biết gì đó. Dạ. Cho nên bà biết trên sao bà mới lên thôi. Bà thì bà lên rồi bà có nói gì không chú? Thì nhìn rồi. Thì chỉ là để lên cho cái bà chỉ cho mình biết là bà hiện nay bà đang chuyển đó. Nghe chú kể mà nổi da gà. A Di Đà Phật, mình cầu mong sẽ tìm được xác bé Ngọc.